thì Toyota Việt Nam cũng đã chính thức ra mắt bộ đôi xe 7 chỗ gia đình, đó chính là Avanza Premio 2022 và Veloz Cross 2022. Trong đó, Avanza Premio 2022 là mẫu xe có mức giá bán dễ chịu hơn so với Veloz, chỉ từ 548 triệu đồng. Cụ thể, Avanza Premio phiên bản số sàn có mức giá bán là 548 triệu đồng, Avanza Premio phiên bản sử dụng hộp số tự động có mức giá bán là 588 triệu đồng. Trên phiên bản mới, Toyota Avanza Premio đã có nhiều thay đổi để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sử dụng của khách hàng Việt. Thế nhưng, liệu những thay đổi này có thực sự hấp dẫn? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn. Bước sang thế hệ mới, Toyota Avanza Premio 2022 sở hữu diện mạo trẻ trung, bắt mắt hơn. Do đó, khi đặt cạnh đối thủ là Xpander, Avanza Premio 2022 không còn tỏ ra lép vế về tính thẩm mỹ. Xe sở hữu nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, chính vì vậy thông số của xe cũng có sự thay đổi. Cụ thể, kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt của xe là 4.395mm x 1.730mm x 1.700mm. So với đời cũ, model mới dài hơn 205mm, rộng hơn 70mm và thấp hơn 40mm, từ đó tạo tiền đề để cho khoang cabin được mở rộng. Nhìn từ trực diện, Avanza Premio 2022 trông khá hầm hố với bộ lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, có cấu trúc phân tầng, giúp tối ưu hiệu suất làm mát động cơ. Xe sở hữu đôi mắt có thiết kế mỏng, sắc sảo và sử dụng đèn pha LED hiện đại. Đi kèm là dải đèn LED chạy vào ban ngày có kiểu dáng thanh thoát, giúp tăng cường độ nhận diện. Hốc đèn sương mù được làm mới cách điệu, góp phần tạo nên cho phần đầu xe thêm vẻ cứng cáp và mạnh mẽ. Tiến tới phần hông xe, Avanza Premio 2022 gây ấn tượng mạnh với nhiều đường gân dập nổi. Ngoài ra, xe trông cũng trường dáng hơn so với đời cũ. Toàn bộ xe được đặt trên bộ vành 5 chấu kép hình chữ V, kích thước 16 inch phối 2 tông màu. Cặp gương chiếu hậu ghi điểm nhờ bố trí tách rời cột trụ A giúp hạn chế điểm mù. Đi kèm là tính năng gập chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ quen thuộc. Nhìn từ phía sau, cụm đèn hậu LED dạng chữ L khiến khách hàng rất dễ liên tưởng tới thiết kế của người đàn em Cora Antis 2022, thế hệ mới vừa ra mắt. Tại khu vực biển số cũng được dập nổi hình thang, đồng bộ với phía trước. Tính thẩm mỹ bên trong khoang cabin đã được cải tiến đáng kể, thậm chí được nhiều khách hàng đánh giá là đẹp hơn so với Xpander. Bước vào bên trong khoang lái, Avanza Premio 2022 gây ấn tượng mạnh với màn hình cảm ứng 8 inch, có thiết kế nhô cao hiện đại, hơn hẳn kiểu in chìm vào táp lô của mẫu xe đối thủ Xpander. Các nút bấm cơ học được lược giảm đáng kể, tạo nên sự gọn gàng cho khu vực này. Bề mặt táp lô Avanza Premio 2022 còn tạo điểm nhấn với họa tiết trang trí, giả sợi carbon lạ mắt. Xe sử dụng vô lăng 3 chấu, tích hợp nhiều nút bấm tiện ích và có thể điều chỉnh cơ 4 hướng. Phía sau là cụm đồng hồ táp lô dạng analog bán điện tử. Ghế ngồi trên Avanza Premio 2022 chỉ được bọc nỉ thông dụng, hàng ghế trước chỉnh cơ. So với đời cũ, trục cơ sở đã được kéo dài thêm 95mm, đạt mức 2.750mm. Đồng thời, xe đã chuyển sang hệ dẫn động cầu trước, giúp không gian hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3 rộng rãi hơn hẳn. Cụ thể, khoảng cách giữa hàng ghế trước và thứ 2 là 980mm, khoảng cách từ hàng ghế 2 đến hàng ghế cuối đạt 700mm. Avanza Premio 2022 có dung tích khoang hành lý đạt 498 lít. Đặc biệt, xe có chế độ sofa dài bởi hàng ghế giữa và hàng ghế cuối có thể gập phẳng, mang đến không gian chứa đồ vô cùng rộng rãi. Chiếc xe MPV đa dụng 7 chỗ Toyota Avanza Premio 2022 được trang bị hệ thống điều hòa chỉnh cơ, tích hợp thêm cửa gió hàng ghế sau nằm ở phía trên trần. Bên cạnh đó, danh sách giải trí trên xe bao gồm những tiện ích sau đây. Màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh Bluetooth, cổng sạc USB cho cả 3 hàng ghế, đàm thoại rảnh tay, dàn âm thanh 4 loa, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm. Toyota Avanza Premio 2022 sở hữu khối động cơ xăng 1.5 lít 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh ra công suất tối đa là 105 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động cầu trước thông qua hai tùy chọn hộp số vô cấp hoặc số sàn 5 cấp. So với đời cũ, Avanza Premio 2022 có khả năng thích nghi địa hình tốt hơn nhờ khoảng xăng gầm được tăng lên từ 195mm lên 205mm. Còn về những trang bị công nghệ an toàn, mình xin phép được đặt bên trên màn hình để giúp cho quý vị và các bạn có thể tiện tham gia theo dõi.
Vừa rồi là những chia sẻ nhanh về chiếc Toyota Avanza Premio 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.